Hello cả nhà xe đạp Nhật Bản xin chào. Chào mừng ảnh của chúng ta là một con xe đạp cào cào trục láp đến từ thương hiệu Marussi. Đây là một con xe màu bạc 27 inch ha nè. Trục láp thì thực sự ra trước giờ mình bán rất là nhiều rồi. Anh em nào có theo dõi thì mình cứ xem lại những cái video xe trước ha. Thì hôm nay mình có về và mình lên được một con Marussi nè. Model của nó là Hot New ha. Marussi thì nó chỉ có một model Hot New thôi. Nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều đời. Đời thì là sườn hàng, còn đời thì sườn thép lắc co. Đây, ví dụ như con này là sườn thép lắc co nè anh em ha. Đó, đời này là sườn thép lắc co, sườn tròn. Rồi hai cây tròn, hai cây dẹp. Rồi hai cây nhỏ, một cây lớn, cây nhỏ, nói chung nó cũng nhiều đời lắm. Đó. Nhưng mà đây là con xe cũ ha, con xe đã qua sử dụng nội địa Nhật. Được tuyển chọn. Đó, đồ là inox. Đó, đồ inox thì rất là sáng đẹp. Cứ chiếc xe cứ lên đồ inox là nó sẽ sáng thôi. Đó. Đây, tem nội địa Nhật, con này 27 inch 3 tốc độ Shimano. Nexus 3 tốc độ nè, cái đùm này là cái đùm huyền thoại, thắng là thắng đùm bi nha. Con xe này còn rất là đẹp. Đó, anh em nào hữu duyên thì alo trực tiếp cho Phúc. 27 inch. Đây, gác đầu bu inox nè ha. Ba ga sau cũng là inox luôn. Đồ rất là đẹp. Chống cũng là inox luôn nè. Đùm bổng đâu nè, xe rất là đẹp. Nếu mà mua xe này thì nó tầm khoảng 60% giá xe mới. Nhưng mà được cái là tem nội địa Nhật ha. Tức là xe đã xuất vào thị trường nội địa Nhật rồi. Và đã được xài rồi. Xong rồi người ta bỏ bãi thì mình gom về. Mình bán lại thôi. Đồ inox. Một con xe còn khoảng 85% như thế này là quá ok rồi nè. Mình quay cận cảnh chi tiết ha. Xe thì mình ship toàn quốc, ở đâu bán ở đâu ship cũng được. Đùm trước là đùm Shimano, ở đùm trước là đùm năng lượng của Marussi luôn ha. Cái hub này nè. Đó. Cái hub này mà mua trực tiếp ở bên Nhật không đó nha. Cái hub này không là nó 2 triệu hơn rồi đó. Rất là mắc nha anh em, chứ không phải là rẻ đâu. Chỉ có về xe bãi rồi thì nó rẻ thôi, chứ đồ phụ tùng phụ kiện mà mình mua trực tiếp ở bển mà đồ mới mắc tiền lắm. Ngay kể cả ba ga hoặc là cái rổ này cũng vậy nè. Cái rổ này mua mới 2 triệu mấy á, cái rổ lưới này nè, ra cái ton nè ha. Rổ nhìn rất là đẹp. Gắn vô chiếc xe cái là nhìn chiếc xe lên điểm liền. À, rồi, Marussi trục láp, xe này thì mình bán rất là nhiều rồi anh em. Không có gì phải giới thiệu nhiều hết, chất xe là mình bao ha. Bao đầu Nhật. Rồi, xe này thì mình sẽ bán với giá là 9 triệu cộng phí vận chuyển. Anh em nào chơi thì alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Xe đạp Nhật Bản xin chào.